Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp nhau trên Knew 24 giờ. Hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Mặc dù có rất nhiều nhóm nhạc nữ nổi tiếng trong ngành công nghiệp K-pop, thế nhưng không phải tất cả các girl group này đều thành công ngay từ đầu. Đôi khi cần có một bản hit thật đình đám giúp tên tuổi của họ vù sáng chỉ sau một đêm. Và công thức này hoàn toàn đúng với 8 girl group sau đây. SNSD với ca khúc Ghi Ghi là một trong những ca khúc nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất của SNSD. Nó là một bài hát mà bạn có thể tự tin giới thiệu cho bất cứ ai, chỉ vừa bắt đầu có hứng thú với thế giới K-pop. Mamamoo với Um Oh I Yeah Sau khi Mamamoo phát hành Um Oh I Yeah, vé cho buổi fan meeting của họ đã được tẩu tán sạch sẽ chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Mamamoo tiếp tục gia tăng mức độ phổ biến ngày càng rộng rãi của mình và trở thành một trong những tên tuổi dẫn đầu làn sóng girl group thế hệ mới sau bài hát này. Thứ ba là Exit Up and Down Up and Down là một trong những ca khúc thành công nhất của Exit và nó cũng là yếu tố quan trọng giúp nhóm lội ngược dòng thành công từ một girl group ít tên tuổi trở thành một nhóm nữ xu hướng hàng đầu K-pop. Nhiều thần tượng đã cover vũ đạo vui nhộn trong Up and Down và đây là một trong những yếu tố giúp nó nhận được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng. Cái tên thứ tư là Wonder Girl với Tell Me. Một bản hit mang tính biểu tượng khác ở K-pop chính là Tell Me của Wonder Girl. Tell Me trở thành ca khúc quốc dân được người Hàn Quốc say mê trong suốt nhiều năm qua. AOA với mini skirt. Giai điệu hấp dẫn này bùng nổ ngay từ khi phát hành. AOA thu hút được rất nhiều sự chú ý bằng vũ đạo vừa gợi cảm vừa vui nhộn trên nền nhạc gây nghiện. Try với Cheer Chắc chắn là một trong những ca khúc đầu tiên sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn khi nghĩ đến Twice. Với hơn 200 triệu lượt xem trên YouTube và thành tích DC tổ cực khủng, rõ ràng Cheer chính là bước ngoặt quan trọng giúp Twice trở thành một girl group dẫn đầu trong thế hệ thần tượng thứ ba. Nhóm nhạc kế tiếp là Sista với Alone. Một trong những bài hát phổ biến nhất giúp Sista nổi tiếng chính là Alone. Giai điệu bắt tai dễ hát và nhảy theo nên không có gì ngạc nhiên khi Alone cuốn hút được nhiều fan đến thế. Cuối cùng là To 1 với I Am The Best. Một trong những bài hit siêu gây nghiện của K-pop cho đến ngày hôm nay phải kể đến I Am The Best với sự thể hiện của 2NE1. Dù bốn cô gái không còn ở bên nhau nhưng bài hát này luôn là hồi ức đẹp mỗi khi gợi nhớ về một thời vàng son của K-pop. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé.